Mến chào các bạn, đứng bên cạnh anh Hiếu là chiếc Rado đời 2015 và đây là list danh sách các hạng mục để chuẩn bị nâng cấp cho dòng xe này. Và trước khi chúng ta nâng cấp nội thất thì Hiếu mời các bạn cùng với Hiếu chúng ta xem qua một lần về nội thất của nó nha. Đối với phần trước ghế tài xế và phụ xế thì các bạn thấy nè, đã là 10 năm tuổi rồi, ngồi quá là nhiều rồi các bạn, thành ra cái da của nó cũng là phải da tốt, da bò đó chứ không phải là da thường đâu, nhưng mà xài lâu rồi, 10 năm cũng xứng đáng rồi các bạn. Đó, nó bị bay màu, bạc màu và nó gãy mặt da hết rồi. Đó, và cái mút nó cũng là nó xẹp rồi, cái độ đàn hồi nó không còn nữa. Cho nên là chúng ta thay nội thất thì điều đương nhiên, nhưng mà mút nó thì Hiếu cũng phải phục chế lại để cho cái tạo cái độ căng, cái hình dáng, tạo cái form của nó lại các bạn nha. Và ghế của chúng ta thì có chỉnh điện hết rồi bạn, tuy nhiên là không có massage và mát ghế, cho nên là Hiếu cũng tư vấn cho khách là tăng cường thêm bộ massage và mát ghế dành cho cả hai ghế này luôn các bạn nha. Đó, và vô lăng nó cũng bị sờn hai bên cái phần da nè. Trước đây thì vị khách này cũng đã có ốp gỗ một số chi tiết rồi, tuy nhiên là chắc cũng là khá là lâu rồi, thành ra là nó bị tróc hết các bạn, bị tróc, nó bị trầy nhiều lắm. Đó, đó là nguyên cái phần tắp bi, những cái tắp bi cửa này Hiếu cũng lên cái phương án là Hiếu sẽ bọc da lại. Và cái anh khách này anh yêu cầu là cái màu đổi cái màu đen nhưng mà nó không còn tốt nữa thành ra là đổi hoàn thiện đi xíu lên cái màu sáng các bạn. Đó, và cái vẫn giữ zin nha, vẫn giữ zin cái màn hình zin, chưa có thay chữ thiệt. Đó, và cái con ngựa nằm ở vị trí ngay chính giữa này thì Hiếu sẽ thay bằng cái tủ lạnh nha các bạn. Đó, và cái tắp lô ở phía dưới này Hiếu cũng cho nó màu nó sáng lại. Đây là cái phan rất là quan trọng để Hiếu lên cái phương án và độ cho vị khách chủ tịch của chúng ta lên một bộ ghế nhập cực kỳ sang trọng. Đó, và phải tính toán như thế nào nó thật sự là thoải mái, bởi vì vị khách này á, là tuy rằng đi xe Rado này nhiều số chỗ, 7 số chỗ, nhưng mà thường xuyên là anh chỉ có ảnh với một tài xế đi thôi chứ là không có đi nhiều, thành ra là độ cái băng 2 này như thế nào để cho vị khách chủ tịch của chúng ta thật sự nó phải là thoải mái, nó rất là thoải mái khi ngồi trên xe. Nó phải giống như Rin nhờ các bạn, nó phải có cái độ rộng rãi như thế này, và dĩ nhiên cái ghế VIP nó phải ngã nhiều hơn và có massage, mát ghế và gác tay đầy đủ. Đó, và Hiếu độ cái băng 2 bằng cái băng ghế mới, ghế chủ tịch, thành ra là cái băng giữa này Hiếu tháo ra cất lại chứ không có sử dụng nữa. Cái trần dĩ nhiên là khách hàng đi rồi cũng phải dơ, cũng phải này kia cái nọ, thành ra đã vệ sinh nhiều lần, nó bị sười rất là nhiều, nó bị sười lông rất là nhiều các bạn. Đó, và tức là Hiếu sẽ là bọc lại da lộn cái băng này. Đó, rồi lên led vào trời sau này kia nọ. Đó, một list danh sách khá là nhiều. Đó, và cách âm xe Rado tuy nhiên là nó cũng rất khá là ồn nha các bạn, chúng ta phải làm lại và ốp gỗ rất là nhiều chi tiết. Rồi luôn cái màn hình trần như thế này. Đó, và đó là những cái phát thảo sơ bộ mà Hiếu vừa trao đổi với vị khách hàng của chúng ta về cái hạng mục độ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi các bạn, và chúng ta sẽ gặp nhau sau khi Hiếu độ xong các bạn nha.